toàn run sán thôi. Đây là già chắc không có rồi. Đây là ngon này, mọi người nhìn kỹ nhé. À, ôi kinh quá. Đây. Nặn nặn nặn. Nhạt chậm thế. Ui giời. Đây này. Đây. Người chậm cái tay đi chứ. Ôi, cái này cũng khó. Ui, con ru này dài này, con này này. Đấy, cái này mới những này nó to, cắt dài, cắt dài chứ. Không phải đến là. Đến ra nhiều lý rồi. Sang 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 bên đĩa bên kia. Đôi này chắc vẫn còn. Thế nào, đây, đĩa này. Kinh quá. Đây nhỉ. Con ui dồi. Con dù này chắc phải dài 1 mét. Hết nhìn chắc còn nôn. Đây nè. Đấy, thế thì già. Ăn quả hay cơm bói. Đây bạn ơi, đây đây, đây đây. Nói chung là cảm giác ăn là ăn run thì cũng ngon, ngọt. Giòn. Giòn. Đây đây đây, ăn đây đây đây. Ngày này những nào ăn một miếng rồi. Mình ăn rồi, không biết được không? Đúng không? Gì? Cứ đi ăn đi. Ấy giời. Hết chưa, hết chưa? Đây. Tính là cái miếng nào cũng có. Miếng nào cũng có. Ui. Thật mẹ đang run, chia sẻ. Đây, xếp run vào xem nó có xem được dài được bao nhiêu cm. Xem ghê không? Xếp run. Mấy quả như thế này. Đây, đây, đây. Kinh quá. Đây là mọi người ăn nòng đúng là phải để ý cẩn thận nhá. Không. Đây con đầu dài này. Biết làm sao miếng nó dài không? Nó cắt dài. Cắt dài. Nó thái là dài, miếng đóng là dài thì cái đầu run nó là.